review phim Ngày xưa có một chuyện tình theo phong cách nhạc chế. Nhân vật chính của bộ phim này gồm có Vinh, Miền và Phúc. Và câu chuyện xin phép được bắt đầu. Ngày xưa trong lớp có một chuyện tình, người đơn phương yêu Miền chính là thằng Vinh. Vinh với Miền học chung lớp, bỗng một ngày chuyển trường Phúc vô học chung. Ngày xưa trước cổng trường tụi mình, thằng Vinh bị bạn đánh muốn thần kinh. Phúc thấy bạn mình bị huynh, Phúc sắp lá cà liền cứu giúp cho thằng Vinh. Ngày xưa trong xóm có một chuyện tình, tình bạn Phúc Vinh đến trường mới sang bình minh. Phúc chở bạn đến tận công trình, Vinh Phúc ngày ngày cùng đạp chiếc xe thiệt xinh. Ngày xưa theo năm tháng có một chuyện tình, chuyện thằng Vinh yêu Miền nói ra hổng tin. Vinh vốn e dè lại khép kín, Phúc thương bạn mình tìm cách giúp cho thằng Vinh. Rồi nhiều năm sau đó, ba đứa dần lớn lên, Phúc, Vinh, Miền càng lớn càng xinh. Ngày xưa trong lớp thêm một chuyện tình, vì bạn thân mà Phúc nói thay thằng Vinh. Phúc to tình giùm mà hổng dính, ai dè con Miền yêu Phúc chứ không yêu thằng Vinh. Ngày xưa trong xóm thêm một chuyện tình, Miền Vinh Phúc mối tình tay ba thiệt xinh. Phúc yêu Miền, Miền yêu Phúc, Vinh yêu Miền, gọi là cuộc tình bùng binh. Ngày xưa trong xóm bất thình lình, Miền hổng tin thằng Phúc nó đi thỉnh kinh. Phúc bỏ đi mà dâu kín, để lại Miền cùng giới khoáng trong rộng rinh. Ngày xưa trong xóm có một chuyện tình, thằng Vinh vì Miền mới sang nhà xinh. Vinh cưới Miền bằng cả uy tín, nuôi con của Miền bằng cả trái tim con trinh. Vậy là thằng Phúc nó ăn ốc đổ vỏ, thằng Vinh nó hốt hết. Nhưng phim tới đây chưa hết, chúng ta hãy cùng nhau nghe tới đoạn kết. Nhiều năm sau trong xóm có một chuyện tình, nhà Vinh với Miền sống chung thiệt xinh. Vinh với Miền một cặp trời sinh, bỗng một ngày thằng Phúc nó lại hiển linh. Rồi hôm sau Vinh chứng kiến một chuyện tình, Miền đi đến gặp Phúc ở nhà quan. Hai đứa tâm sự rồi khóc lóc, Vinh buồn buồn về nhà tính đi thiệt xa. Rồi hôm sau Vinh trở về nhà mình, ngờ đâu Miền ngồi cả đêm chờ Vinh. Vinh thấy Miền liền ôm Vinh, Vinh biết là Miền chọn mình chứ không linh tinh. Rồi chuyện phim tới đoạn này là hết giống trong truyện, thôi mình dừng review. Phim cũng hay, nhạc cũng tốt, quay nhẹ nhàng phù hợp mấy bé tuổi tiên. Phim dễ thương trường về lớp, tháng 11 này rủ bạn bè đến rạp cùng xem.